Bây giờ thì em hoàn toàn có thể khẳng định Ba Kỳ đã nhận tiền của trùm băng đảng lớn nhất ở Tam Bình để buộc Quỳnh Thổ tội giết người thay cho Hai Nâu. Đó chính là sự thật. Thưa nhà báo Thái Trung. Kiều, đứng lại đó. Anh Hai ơi, anh Hai. Cái gì? Con Diệp, chị vợ của thằng Thổ, con của bà Mỹ Dưa được thả về rồi đó. Bà Bảy, mời bà ký tên. Cô Diệp đang bị ung thư giai đoạn cuối. Luật bổ sung mới ban hành là được phép thay đổi hình thức giam giữ khi người ta có hộ khẩu cư trú rõ ràng, lâu dài. Thứ hai, hình như bên bộ phận luật sư của bị can có mối quan hệ đâu ở ngoài trung ương lận đó. Đồ tôi! Tôi không ngờ anh dám đem 1 tỷ ra để mua sinh mạng của một người dân vô tội. Tôi nhất định sẽ cứu được Quỳnh Thổ. Nhất định tôi sẽ cứu được Quỳnh Thổ. Anh tránh ra. Ít nhất thì chỉ tự trọng của một nhà báo. Anh tránh ra. Không. Không thì tôi với anh sẽ ly hôn.